Lần đầu trông trẻ. Một ngày nữa thật êm đềm trôi qua, thật là dễ chịu. Cậu cho chị gửi con một tuần nhé. Anh đang đi công tác ở nước ngoài. Chị phải về quê chăm bà nội đang ốm. Nhưng em đã chăm trẻ con bao giờ đâu mà... Không phải lo, bóng nhà chị ngoan lắm. Con chào cậu Nguyên. Cậu chào bóng. Thế là hết những ngày dễ chịu. Bóng ơi, dậy đi mẫu giáo nào. Dậy đi bóng. Con ngủ thêm tí đã cậu. Bóng ơi, cậu muộn giờ làm rồi này. Bóng ơi là bóng, thế này thì chết cậu rồi. Bóng, sao con dậy sớm thế? Cậu bảo vì con mà cậu đi làm muộn, nên hôm nay con dậy sớm mà. Cậu thấy con có ngoan không? Nhưng hôm nay là chủ nhật mà bóng. Ai đến thế không biết. Bóng ơi, chiều nay cậu sẽ đi chơi đấy. Cậu đi với ai ạ? Với cô Trà kia kìa. Cậu để ý cô ấy lâu lắm rồi. Cô ấy là biên tập viên nhà xuất bản. Cô ấy qua đưa bản vẽ mẫu cho cậu. Thấy hôm nay cô ấy cứ cười cười, nên cậu mạnh dạn mời cô ấy đi uống nước. Cô ấy đồng ý rồi. Vì cậu đẹp trai quá mà. Gì thế này? Bóng, thế này có chết không? Cô ấy cười vì thế đấy cậu ơi. Trời ơi, bóng, nước ở đâu mà lên láng thế này? Con cho nước chảy vào để tập bơi đấy cậu ơi. Cậu đã bảo gì với con hả? Cậu bảo chiều nay cậu đi chơi với cô Trà. Cậu sẽ đưa con sang nhà bà Hiền nhờ bà trông hộ. Thế sao con còn bày trò nghịch ngợm thế này hả? Đi vào phòng, thay quần áo ngay. Cậu mà đến muộn thì con liệu hồn đấy. Bộ đồ viết của mình ướt sạch rồi. Con bé nghịch thế không biết. Chắc chào bà ạ. Cậu ơi, cậu đi chơi có vui không? Vui nổi gì, cô Trà không muốn chơi với cậu nữa. Thấy cậu về nhà chơi với con cũng được. Nhưng cậu không thích chơi với bóng. Bóng rắc rối và nghịch ngợm quá. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với cô Trà. Vậy mà con lại gây chuyện, làm cậu đến muộn. Cô ấy giận cậu rồi. Mong ba mẹ con sớm đến đón con về, để cậu được yên. Nhưng con thích chơi với cậu mà. Bóng ơi, mẹ Quyên đến đón con này. Bóng ơi, con ngủ dậy chưa? Bóng ơi, mẹ đến rồi nè. Có khi nào nó bỏ nhà đi không hả chị? Sao lại bỏ nhà đi? Hôm qua bực quá nên em lỡ mắng cháu. Bóng ơi, con thức cả đêm gấp sao cho cậu nè. Cậu Nguyên. À, mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói những ngôi sao sẽ biến ước mơ thành hiện thực, đúng không mẹ? Cậu bảo với những ngôi sao là cậu ước cô Trà không giận cậu nữa. Đi cậu, con gấp cho cậu nhiều sao lắm. Ừ, cậu cảm ơn bóng. Cậu sẽ bảo với ngôi sao. Nhất định cậu sẽ bảo. Con của giám đốc. Tuấn nè, ông chủ cho gọi em. Chủ tịch đang rất tức giận vì em chưa báo cáo tiến độ dự án Thiên An. Em lựa lời mà nói nhé. Vâng, em biết rồi. Tuấn này, anh thấy hình như em có chuyện gì à? Trông em dạo này xanh xao lắm đấy. Dạ, em không sao. Dạ, ba cho gọi con à. Con làm ăn cái kiểu gì vậy?
Sao đến giờ này con vẫn chưa gửi báo cáo tiến độ dự án Thiên An cho ba? Dạ con xin lỗi ba, dạo này con hơi mệt và bận quá nên viết báo cáo có chậm một chút. Ba cho con 2 ngày, con sẽ gửi báo cáo lên cho ba. 2 ngày? Con nói thế mà được à? Con có biết trong 2 ngày đó công việc của bao nhiêu người bị ảnh hưởng vì sự tắc trách của con không? Vâng con biết, con sẽ cố gắng tập trung vào công việc hơn. Ba còn dặn dò gì không ạ? Nếu không con xin phép về phòng làm việc. Thôi con về làm việc đi. À, trưa nay ba có cuộc gặp quan trọng, con đi tiếp khách cùng ba. Ba thông cảm, trưa nay con có cuộc hẹn quan trọng, ba bảo ai đi cùng đi. Còn đúng là, con không muốn làm phó tổng giám đốc nữa thì báo ba một câu, bao nhiêu người đang chờ đợi được ngồi cái ghế của con đấy. Chào anh, em đến rồi à. Anh mang cho em mỗi món một ít thức ăn nhé. Trong món ăn hôm nay hấp dẫn quá. Này, có phải kia là Tuấn con trai tổng giám đốc không? Đúng là, trong người thì rõ là đẹp trai, cao ráo mà đi ăn chặn cơm của người nghèo. Nhìn con trai chủ tịch kìa, trông mất hình tượng công ty quá à. Tôi không hiểu, gia đình cậu ấy lắm tiền nhiều của, vậy mà phải đi ăn cơm của người nghèo, để người ta bêu đéo khắp Facebook thế này. Không biết chủ tịch biết chuyện này chưa ta? Chủ tịch. Ba đến đây làm gì? Làm gì à? Con xem đi, ba có thiếu tiền cho con không mà con làm cái việc này? Ba, sự thật không phải như những gì người ta viết đâu ba. Chú, sự thật là... Sự thật là con trai một tập đoàn lớn vào ăn chặn cơm từ thiện của người nghèo. Con có thấy nhục không hả Tuấn? Cả xã hội đang cười vào mặt ba đấy. Rồi uy tín của tập đoàn, sao con làm mà không nghĩ cho ba vậy? Ba cho con giải thích cái đã. Con còn muốn giải thích gì nữa? Con bôi tro trát trấu vào mặt ba chưa đủ sao hả Tuấn? Ba. Tuấn, chú ơi. Bác sĩ, sức khỏe của con tôi thế nào rồi ạ? Để bệnh nhân yên tĩnh một chút, mời ông theo tôi ra ngoài hành lang nói chuyện. Ông không biết gì về bệnh tình của con ông à? Cậu ấy bị ung thư máu ở giai đoạn 3 rồi. Bác sĩ nói cái gì? Con tôi bị ung thư máu? Bác sĩ có nhầm không vậy? Đúng thế, bây giờ sức khỏe của cậu ấy rất xấu. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Thôi, ông vào với cậu ấy đi. Những lúc này cậu ấy rất cần ông ở bên cạnh. Chú sao vậy? Tôi không sao. Cháu có biết bệnh tình của thằng Tuấn không? Dạ, cháu biết. Cháu gặp Tuấn lần đầu cách đây hơn 1 năm. Thấy cháu phát cơm cho những bệnh nhân nghèo, cậu ấy đã ra giúp. Sau đó, hai anh em hay ngồi nói chuyện. Cháu có kể với Tuấn về ước mơ của cháu muốn xây dựng một hệ thống những quán cơm từ thiện ở trong thành phố. Và Tuấn đã nhiệt tình giúp đỡ về tài chính. Tuấn từng nói với cháu, cậu ấy còn không sống được bao nhiêu, nhưng vẫn muốn làm gì đó có ích cho mọi người. Bác nên tự hào khi có một người con như vậy. Tuấn, ba đúng là một người ba vô tâm. Ba chỉ biết nghiêm khắc với con mà không thật sự hiểu con. Ba xin lỗi, hãy cho ba thêm cơ hội đi con. Hãy cho con bên mẹ. Lisa, ba sắp xong rồi đó, con đâu rồi? Con xuống đây ạ. Chúc ba buổi sáng tốt lành. Ta ta. Kính chào quý vị, tôi là Rosemary. Đúng là mẹ nào con nấy, quá giống luôn. Mấy giờ thì chúng ta sẽ gặp bà Rosemary hả ba? Khoảng 30 phút nữa con à. Giờ thì bỏ áo khoác và vòng ra để ăn sáng nhé. Trong nhà ấm mà con. Không được. Chiếc áo này con thấy mẹ treo ngoài cùng trên mắt áo, là cái áo gần nhất mẹ mặc. Còn nguyên mùi của mẹ này ba. Cái này của mẹ, mẹ thích trứng chín vừa. Con không cần làm thế đâu, lát nữa lại bỏ thừa. Lát nữa con ra ăn hết ba ơi, ba đừng lo. Con nhớ mẹ lắm phải không? Con quen rồi ba ơi. Ba ơi, ba ăn nhanh lên còn ra gặp mẹ. Con đã quen rồi ư, con gái. Ba ơi ba, sao mãi chưa đến vậy? Thôi rồi ba quên.
mai mới làm chương trình con à. Bao giờ thì mẹ về hả ba? Con nhớ mẹ quá. Con biết không, đêm qua mẹ đã nằm ôm con suốt đó. Sợ con tỉnh nên không đánh thức con. Thật thế phải không ba? Hết chuyến từ thiện này là mẹ không đi nữa rồi. Con yên tâm nhé. Sao thế hả ba? Em biết cô giáo của con nói gì không? Cô nói sắp quên mặt mẹ Lisa rồi đó. Họp phụ huynh toàn vào chủ nhật. Mà sự kiện của em phải vào chủ nhật mới nhiều tình nguyện viên tham gia chứ. Chính anh từ đầu đã nói sẽ tuyệt đối ủng hộ em cơ mà. Anh rất tôn trọng công việc của em. Anh rất tự hào về em. Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của con không? Đời con sẽ hiểu cho em. Anh hãy cho em thời gian được không? Em hứa sẽ... Đừng hứa với anh. Em làm sao thì tùy. Anh có thể hỗ trợ và làm giúp em mọi việc, trừ việc làm mẹ. Được rồi, em không đi nữa được chưa? Em bỏ hết là được chứ gì. Sao ba làm mẹ khóc? Ba xấu lắm. Chẳng phải con rất nhớ mẹ sao? Ba không chịu nổi cảm giác khi nhìn con như thế. Ba mắng mẹ là mẹ khóc là ba xấu. Khóc đi con gái. Muốn mẹ, nhớ mẹ thì cứ nói. Sao con phải cố chịu? Chúng ta phải hiểu cho mẹ. Dù con cũng bé bằng các bạn ấy thôi. Con cũng cần mẹ. Nhưng các bạn mồ côi còn không biết ba mẹ mình là ai. Con thì có cả ba cả mẹ. Trời ơi, ai dạy con những điều này hả? Trên TV người ta nói vậy đó ba. Thưa quý vị, bà Rosemary nhờ có một gia đình tuyệt hảo, hết lòng ủng hộ và hỗ trợ cho mình, nên đã hoàn thành xuất sắc các dự án cho trẻ lang thang cơ nhỡ. Xem chừng con sắp trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mẹ rồi. Hay là con có cách này. Mẹ vừa có thể đi làm từ thiện mà chúng ta không cần phải nhớ mẹ nữa ba ạ. Nhưng ba phải tài trợ cho con mấy thứ đó. Tài trợ ư? Được, ba đồng ý. Quà và đồ ăn sẽ chuyển thẳng vào khu vực bếp. Chúng ta chỉ để lại đồ chơi để trao cho các con ngay tại đây thôi nhé. Bàn ghế này, hoa này, đồ ăn nhẹ này. Váy mới này. Ôi chúa ơi, Lisa, sao con lại... Mẹ mặc váy mới đi, lên TV mới xinh chứ. Chào em yêu. Con nhớ mẹ quá, mẹ ơi. Con gái, sao hai cha con lẻo đây? Mẹ, mẹ... Mẹ đã hứa với ba, hết chuyến này sẽ chuyển giao dự án cho người khác. Chỉ nói tuần này thôi con. Mẹ ơi, mẹ không cần phải nghĩ. Vì con đã có quyết định riêng của con rồi. Ba nhỉ? Đúng đó, cái này anh đã can ngăn lắm rồi. Mà con bé dứt khoát lắm. Thành ra... Từ nay con và ba sẽ là trợ lý chính của dự án, sát cánh bên mẹ trong các chuyến đi. Con gái, mẹ... mẹ... Mẹ yên tâm, có con với ba ở đây rồi. Từ giờ nhà mình đi đâu cũng có nhau. Mary, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Chỉ vì anh quá thương con. Chẳng ngờ con bé nó còn cứng cỏi hơn mình tưởng. Con là con gái của mẹ mà. Vậy là từ nay vừa có thể ở bên cạnh ba mẹ. Mẹ vẫn được làm từ thiện như trước. Tuyệt vời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.